Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Nghệ Minh. Một trong những tượng đài lớn nhất của thế giới game đó chính là Super Mario vừa tiến thêm một bước tiến mới với tựa game Mario 2D mới toanh mang tên Super Mario Brothers Wonder. Và trong sự kiện Direct vừa diễn ra tối qua, Nintendo đã mang đến những điểm mới gì trong phần game lần này và còn những gì thú vị khác nữa, cùng mình điểm qua trong video này nhé. Nào, cũng bắt đầu thôi. Trong Super Mario Bros. Wonder, Nintendo đưa người chơi quay trở lại với một tựa game Mario 2D truyền thống, khiến cho các fan lâu năm cũng như là những người chơi mới cảm thấy vừa quen thuộc, vừa mới mẻ để trải nghiệm. Chúng ta cùng đến với Vương quốc hoa Flower Kingdom, đáng yêu và đầy màu sắc. Vương quốc hoa đứng đầu là hoàng tử Florian với tạo hình như một chú sâu. Và như thường lệ, chú ta ngay lập tức trở thành mục tiêu của tên Bowser, vua của vương quốc Koopa xấu xa. Bowser đã hợp nhất cơ thể của hắn vào lâu đài của hoàng tử và trở thành mối đe dọa lớn nhất cho vương quốc hoa lúc này. Bowser merged with Prince Florian's castle. Thanks to his newfound power, chaos spread across the land. Now, it's up to... Và Mario cùng những người bạn lại hợp sức cùng nhau lên đường giải cứu hoàng tử, mang lại hòa bình cho vương quốc. Qua từng màn chơi, bạn sẽ được thăm thú 7 miền đất tươi đẹp của vương quốc hoa với nhiều thử thách riêng biệt cho từng vùng đất. Cũng như là gặp gỡ nhiều nhân vật mới như là Talking Flower, cung cấp cho bạn nhiều gợi ý hữu ích để vượt qua các thử thách. Tất nhiên là bạn không chỉ có thể điều khiển Mario, mà còn nhiều người bạn cùng đồng hành quen thuộc khác như là Luigi, công chúa Peach, công chúa Daisy, Toadette, Yoshi, Nabbit, v.v. hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm khác nhau cũng như là mang lại giá trị chơi lại cao. Dàn kẻ thù mới với nhiều khả năng khác nhau cũng được bổ sung, tạo nên nhiều thử thách sáng tạo hơn cho game. Trong số đó, bạn sẽ gặp một số kẻ thù như là Hobby Cats, Melon Piranha Plants, Kodars, Kongs, Mumsies, Momos, và một số gương mặt cũ mà bạn đã nhảy lên đầu chúng hàng trăm lần trước đây như là Goombas, Koopa Troopas, Boo và Lakitus. Loạt kỹ năng mới là yếu tố chính mang đến gameplay sáng tạo cho Super Mario Bros. Wonder. Đầu tiên hãy cùng biến hình thành chủ voi đáng yêu sở hữu nhiều kỹ năng mới lạ nhé. Ngoài chiếc voi có vẻ hoạt động khá hữu ích thì chủ ta còn có thể phá tường gạch và đi xuyên qua các hố dễ dàng đấy. Khá bá đạo đúng không nào? Peach, Daisy and Toadette all have elephant forms as well. Bên cạnh đó, còn một số tính năng khác đáng chú ý như là Bubble, Drill, Fire, Item Balloon, or swap them to better fit the situation. Wonder Flower là một sản phẩm nổi bật mà bạn có thể tìm thấy trong chuyến hành trình đến Vương quốc hoa lần này. Khi ăn vào, người chơi sẽ có cảm giác như chúng ta vừa chơi đồ vậy. Mọi thứ sẽ trở nên ảo diệu và tạo ra nhiều màn chơi độc đáo hơn như này.
hay như này. Như này nữa. Vâng, bay ra ngoài không gian luôn. Quả 2. There are even wonders where your character transforms. When equipped. Trên chuyến hành trình của mình, bạn sẽ có cơ hội mở được nhiều huy hiệu và giúp tăng thêm một số kỹ năng cho nhân vật. Từ đó chúng ta vượt qua những thử thách dễ dàng hơn. Enhance your wall jumping abilities with the wall climb jump badge. Unleash a burst of speed while underwater by equipping the dolphin kick badge. Be sure to exchange. Hoặc bạn có thể dùng các flower coin để mua các badge tại shop. Tất nhiên là Super Mario Bros. Wonder sẽ hỗ trợ chế độ chơi nhiều người và tối đa là 4 người bạn cùng chơi trong một màn. Anh em có thể kết nối co-op tầm gần hoặc chơi online với những người chơi khác trên thế giới. Cùng hợp tác với nhau, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khá nhiều đấy. Riêng ở chế độ chơi online, Nintendo cũng cung cấp thêm nhiều tính năng hay ho khác phải kể đến như là Standy. Place them in not so easy areas and help your fellow players. Hot points, vân vân. And hard points. These points show how much they've helped other players on their adventure. Bạn và bạn bè cũng có thể tranh tài xem ai nhanh hơn nào ở chế độ Friend Race. Và game sẽ phát hành chính thức vào ngày 20 tháng 10 năm 2023. When Super Mario Bros. Wonder launches on the Nintendo Switch system October 20th. Plus a new Nintendo Switch. Bất ngờ luôn nằm ở phút chót, Nintendo chính thức công bố mẫu máy Nintendo Switch OLED phiên bản Mario Red, vô cùng nổi bật với tông màu đỏ xuyên suốt từ thân máy, Joy-Con, dock và nhiều hidden coin nằm bên trong phần dock rất độc đáo nha. Máy sẽ được bán ra vào ngày 6 tháng 10, tức là trước 2 tuần so với ngày phát hành của game. Mình cũng sẽ cố gắng có máy thật sớm để trên tay cho anh em xem. Và rất cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên Học viện Gaming nhé. Bye bye.